Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ Rolex Daytona 116508 vàng nguyên khối. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đập hộp. Wow, ngoài hộp giấy thì bên trong sẽ có một hộp rất chất lượng đến từ hãng Rolex. Khi chúng ta vừa nắc hộp giấy ra là chúng ta sẽ thấy một cái hộp màu xanh đặc trưng của hãng Rolex, và trên cái hộp xanh này có một cái biểu trưng, một cái logo rất sang, rất quyền lực, rất giá trị của hãng Rolex, chính là logo này. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính trong chiếc hộp. Đây là chiếc đồng hồ vàng nguyên khối đến từ thương hiệu hãng đồng hồ Rolex nổi tiếng đình đám trên thế giới và chuyên về đồng hồ cao cấp luxury. Chiếc đồng hồ Rolex này là một trong những phiên bản rất là đẹp. Bên trong hộp thì sẽ có sổ, thẻ. Chiếc đồng hồ này là model là 116508 số series ở bên dưới, và thông tin ngày tháng năm sản xuất 2022. Đây là chiếc thẻ quyền lực của chiếc đồng hồ Rolex này, và cũng là chiếc thẻ quyền lực của hãng đồng hồ Rolex 116508 và năm là 2022. Kỳ Lân sẽ để chiếc đồng hồ Patek Philippe của Kỳ Lân đang đeo ở đây, và Kỳ Lân sẽ thử test đeo vào đó chiếc đồng hồ Rolex 116508. Wow, quá tuyệt vời, quá đẹp. Mặt màu đen, còn nguyên siêu, mới 100% chính hãng Rolex tại Kỳ Lân Luxury. Và khi quý khách có nhu cầu mua những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để đặt cho mình những sản phẩm đồng hồ Rolex ưng ý. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm đồng hồ cao cấp chính hãng và nguyên bản, nguyên zin sưu tầm. Đặc biệt là các đồng hồ new từ các hãng Hublot, Rolex, Patek Philippe, hoặc là những chiếc đồng hồ chính hãng từ các hãng lớn này là những chiếc đồng hồ line new. Nói chung là khi quý khách có nhu cầu mua những sản phẩm đồng hồ chính hãng, line new hoặc new sưu tầm, những bản đặc biệt, thì hãy liên hệ ngay với Kỳ Lân Luxury. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm này thì Kỳ Lân có để cập nhật trên website kylanluxury.com, hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào các mạng xã hội của Kỳ Lân Luxury, hoặc là kết nối qua Zalo cũng như hotline số điện thoại 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.